Alo anh ơi, qua nhà em lấy hàng gửi Việt Nam giùm em cái. Là tranh thủ chạy qua lấy liền luôn mọi người nha. Bên mình là đến trực tiếp nhà mọi người lấy hàng luôn, cho nên là các bạn nào mà gửi hàng nhiều hàng ít thì tụi mình cũng tới lấy nha. Thì là bên mình là hỗ trợ đến trực tiếp nhà mọi người lấy hàng, cho nên những bạn nào mà gửi hàng nhiều á, cái việc mà bên mình đến lấy nó sẽ làm cho mọi người cảm thấy thuận tiện hơn. Rồi có những bạn ở nhà các bạn xa ga, đâu có gần company đâu, mà các bạn gửi mà ví dụ 1-2 cục hàng các bạn có thể mang đi được, chứ mà 3-4 cục mà kiểu nặng nữa mọi người bưng sao nổi đúng không? Thì là nay bên công ty của mình nó sẽ hẹn nhân viên đến trực tiếp nhà mọi người lấy cho mọi người luôn, vậy các bạn không có cần phải mang hàng đi đâu hết, chỉ việc alo cho bên mình là sẽ có nhân viên đến nhà mọi người lấy nha. Và đặc biệt là bên mình là các bạn muốn gửi đường bay hay đường biển gì cũng có hết, đường bay đường biển gì bên mình cũng hỗ trợ hết. Và đặc biệt nữa là sao, là bên mình không có giới hạn số lượng số ký gì hết, bên mình là đồng giá, cho nên mọi người gửi nhiều gửi ít gì giá của mình vẫn là cái giá rẻ nhất và tiết kiệm nhất luôn. Còn hàng mọi người mà nặng nhẹ tụi mình đến lấy cũng đến lấy hết, nhiều khi hùng hàng của mọi người chứ có 100-200 gram tụi mình cũng đến lấy, mà hùng hàng của mọi người á 10-20 ký tụi mình cũng đến lấy luôn. Cho nên đó là nhiều khi các bạn muốn gửi hàng đúng không, mà các bạn ngại cái việc mà bưng hàng ra combini đó, như hàng này mọi người thấy không, gửi 3 thùng này bưng mà có là sợi vai luôn ấy. Bên mình đó nha, đến trực tiếp nhà mọi người lấy, cho nên là mọi người khỏi phải lo cái vấn đề là hàng to của em không có nổi. Đặc biệt là mấy bạn là chị em phụ nữ đúng không, thường là mọi người bưng sao nổi, nhà mà có dù đàn ông con trai đồ nhiều khi còn bưng nổi cho, chứ còn mà nhà phụ nữ không sao bưng nổi đúng không. Thì bên mình đến trực tiếp lấy nhà lấy cho mọi người luôn, cho nên nó sẽ tiện lợi hơn. Và đặc biệt đó là mình cảm ơn những bạn nào đã sử dụng cũng như là tin tưởng dịch vụ bên mình trong thời gian qua nha. Hiện tại đến thời điểm hiện tại thì giá bên mình vẫn không thay đổi và đồng giá, cho nên đó là mọi người gửi hàng về bên mình cứ yên tâm nha. Và đặc biệt nữa là bên mình đến trực tiếp nhà mọi người lấy hàng, cho nên các bạn chỉ việc cho bên mình cái thông tin là bên mình sẽ cho nhân viên đến nhà mọi người lấy luôn, mọi người chỉ việc ở nhà đợi mấy anh shipper tới và đưa hàng thôi nha. Hàng nặng hàng nhỏ tụi mình tới lấy luôn, kể cả các bạn mà gửi những cái hàng như lá thư này tụi mình cũng lấy nữa, cho nên các bạn đừng có lo cái vấn đề đó nha. Và những bạn nào mà ở những khu vực hẻo lánh ví dụ như là Hokkaido nè, Nagano hoặc là những trên núi tụi mình cũng đến lấy nữa, nên mọi người cứ yên tâm mà gửi hàng nha. Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tin tưởng bên mình nha. Bên mình hiện tại là lịch nhận hàng của bên mình hầu như là full tuần luôn, nên mọi người khỏi lo nha. Và mọi người cứ tin tưởng gửi hàng thì chắc chắn là bên mình sẽ đến lấy thôi. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều nha.